là cần món nhẹ. Shop là cần món nhẹ. Có ba cái. Ví dụ chọn cái nào bây giờ? Sweep. Là vừa đúng không? Có vừa. Bên này là cắt. Đây là cắt khô. Cắt này là tắt cắt này. Được chưa? Nhưng mà không tắt. Đấy dùng đi. Tăng. Còn khi mình chọn chế độ xong mình dưới đây mình chỉnh các thông số ở đây. Chỉnh các thông số phụ thuộc. Giống là cắt tỉ lệ điện hay là cái gì đấy đúng không ạ? Bấm cái gì? Thay đổi công suất gì? Vâng. Mà thầy dạy xóa cái thằng Trường đi. Xóa thằng Trường. Thay đổi thôi. Xóa làm sao được, chỉ có thay đổi thôi. Cái này nó nhớ chết trong ROM rồi. Nên mình chỉ cài đặt tạm thời ở trên RAM thôi. Cái này là gì chị? Cái này gì? Không lưu đâu. Xin vượt. Chị thay đổi cái đấy. Đặt tên. Lấy của em đi. Cài đặt chương trình mới. Xin vượt. Chọn số 9. Có thể lưu được 9 chế độ. Không, bây giờ nhập từng chữ một kiểu basic nhỉ? 9 lên 9 rồi. Tên đâu nhỉ? Không thể xóa được cái bỏ chế độ. Đây, cũng là nhập tên kiểu này á. I have K.I. nó có đau đầu. Không chọn được. Chỉ có thể sửa chế độ im lặng, chế độ gì khác thôi.